cái người đó họ bác tất cả hết, họ không tin trời, tin đất, tin Phật gì hết. Nhưng mà đụng tới họ, thấy người nào mà hạnh phúc, anh có phước ghê, chữ phước luôn, không có Phật. Nhưng mà bình thường hỏi tới họ là họ không tin gì hết rồi. Nhưng mà họ thấy ai mà khá tốt, con cái học hành tốt, đời sống tốt, thì họ thấy sao có Phật. Bình thường nói tới họ tôi không có tin cái gì nhân quả hết. Nhưng mà họ thấy cái người đó, họ biết rõ ràng là tháng trước chửi người ta, tháng này bị người ta đánh, trời ơi, đừng có thấy quả báo. Tự động nói chuyện quả báo, nó đi vô trong lòng của họ, nhưng mà họ không nhận thôi. Như vậy thì cái trong cái bản thể của họ phát triển chưa? Có, nhưng mà nó chưa phát triển thôi. Trong lòng của chúng ta có lòng từ không? Nhưng mà tại chúng ta không thấy ai khổ cho nên chúng ta đâu có cho. Mình sẵn lòng bố thí, nhưng mà không ai cần xin cái mình không nghĩ gì hết. Mà bước ra đường gặp người ăn xin, tự nhiên trong lòng muốn cho. Muốn bố thí nghĩa là có Phật tánh rồi. Mà nhà Phật gọi cái đó là gì? Nhà Phật có gọi cái đó là bản giác. Bản giác nghĩa là sự giác ngộ có sẵn trong lòng. Quý vị có hạt giống buồn không? Có, nghe cải lương là khóc. Mình có hạt giống vui không? À, nghe nhạc giật cũng giật theo. Ví dụ vậy. Cho mình cũng, mình cũng có cái hạt giống thiện, cũng có hạt giống xấu. Cho nên mình tu để làm gì? Để tưới cái hạt giống thiện, mà nhận cái hạt giống xấu cho rõ, đừng tưới nó. Ví dụ mình biết tôi hay giận, mà mình biết sắp sửa chỗ nào nó sắp sửa nổi cơn lên á, đừng ở đó. Bước ra ngoài hít thở chút để cho cái hạt giống nó hơi chồi chồi lên rồi đó, nó lú lú lên, nó sắp hột é rồi đó, nó nở như hột é vậy đó, phải không? Trước khi nó nở như là cái gì mà lười ơi, tại lười ơi đi với hột é thôi, giờ nó nở như hột é là bước ra ngoài, trước khi nó thành mũ trơm với lại lười ơi chà lè. Và quý vị nhận ra được cái lý tính quyến thuộc chưa? Mà khi mình thấy lý tính quyến thuộc rồi thì mình thấy mình cũng có Phật tánh, người kia cũng có. Cho nên ai cũng có. Bằng chứng nào? Tôn giả Uông Quật Ma La vì theo tin theo tà kiến mà giết người, chặt 199 ngón tay để xỏ thành chuỗi, và còn có một ngón tay nữa thành 100 người, thì ông nghĩ rằng ông chặt đủ 100 ngón tay thì ông sẽ thành Phật. Kiếm được 99 người rồi ai cũng trốn hết trơn, không ai còn dám ra phố Chicago nữa. Ông cũng lẫn quẩn trước chùa Quang Minh Hoàng của người ta, đến nỗi là người ta phải gọi ông là anh chàng vô não, là một người điên rồi, bây giờ cái đầu không còn cái bộ óc suy nghĩ nữa, không thấy cái gì đúng cái gì sai hết. Lúc đó anh định chặt ngón tay của mẹ, tại vì bây giờ không kiếm ra người nào nữa, thì anh suy nghĩ thôi bây giờ mình về mình chặt ngón tay của bà già đi. Thì trong khi đi tìm bà mẹ như vậy thì Đức Thế Tôn không ạ? Đức Thế Tôn đi từ từ thôi, không có đi nhanh. Anh rượt hoài, anh rượt không kịp. Đó, cái ông Sa Môn kia dừng lại. Đức Phật nói tôi dừng lâu rồi, cái người còn chạy chính là anh. Cái người mà đã dừng chứ là không còn sanh khởi phiền muộn nữa thì họ đâu có muốn kiếm chuyện với anh. Ví dụ như đó, tại sao tôi không nhịn mà chị cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Ủa tôi có nói gì đâu kiếm chuyện. Thì chị nãy giờ chị ào ào mà tôi đâu có nói gì đâu. Rồi cái người mà nói luôn luôn nghĩ người khác kiếm chuyện, chứ thiệt sự là không phải họ, không phải người kia mà mình. Cho mình thấy cái đó để mình làm gì? Mình đừng tưới nó, vì nó là quyến thuộc của mình. Lý tính quyến thuộc ha. Quyến thuộc thứ hai, nghiệp sinh quyến thuộc. Nghiệp sinh là gì? Tức là chúng ta sống trong cuộc sống này, có nhiều khi chúng ta cùng một hành nghiệp với nhau, và chúng ta kết thành quyến thuộc với nhau. Không, mà ví dụ như cô giáo gặp cô giáo kêu đồng nghiệp, phải không?
À, người thợ nail gặp thợ nail hỏi: tôi xin giới thiệu hai chị này bạn đồng nghiệp. Vậy thì chúng ta cũng có những quyến thuộc mà đồng một nghiệp với nhau. Còn nếu mà thầy tu gặp thầy chùa thì giờ đấy đồng nghiệp. Mình có bạn thể mình đồng nghiệp thì quyến thuộc đồng nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này nó còn có cái nghĩa sâu nữa. Đôi khi chúng ta sanh trong một gia đình, phải không? Nhưng mà chúng ta phải nhận, phải chia nghiệp với nhau, biết rằng nghiệp ai nấy hưởng. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta, thí dụ thôi, nhờ cái người đó có cái nghiệp hay la, mình ở chung với họ cuối cùng mình cũng phải nhận chút xíu là mình nghe la. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi á, tất cả chúng ta ngoài cái quyến thuộc mà hiện tại bây giờ phần lớn chúng ta sanh trong một cái hoàn cảnh là nghiệp sinh quyến thuộc. Cho nên khi mình có ba người con, một đứa thì hiếu thảo quá chừng, đứa thì ngỗ nghịch quá đổi, thì quý vị biết rằng cái đó là gì? Là nghiệp sinh hết. Nghiệp của nó, nợ của mình. Có cái anh đó, anh mới nói cái người mà con thương lại bỏ con đi sớm, còn người con không thương quấn quýt với con. Một vị thiền sư mới kể nghe câu chuyện, nói: con biết không, bây giờ thầy chỉ, thầy có cái thần thông thì chỉ cho con coi cái cảnh này. Thì ông thầy thì mới mở cái cảnh ra thì cho anh thấy được đời trước có một cô gái thiệt là đẹp, rồi chết nằm ở bên vệ đường không ai ngó. Rồi cái anh này á, anh tới, con anh đi tới thấy cô này nằm chết mà lạnh lẽo quá tội nghiệp, lấy chiếc chiếu phủ lên rồi bỏ đi. Chiều lại có anh khác đi tới, nói: trời, cô này chết dọc đường tội nghiệp quá, người ta phủ chiếu rồi mà chưa ai chôn, thôi để tôi đem cổ tôi chôn. Cái người mà gặp con thoáng qua rồi đi là cái cô gái đó, mà con là cái người phủ chiếu đời trước, con chỉ phủ chiếu rồi con đi, thành nữ gặp nhau thoáng chút thôi. Còn cái người mà đem cô gái đi chôn nó nặng tình nặng nợ hơn, cho nên gặp nhau nữa. Thật sự một câu, dĩ nhiên là không có thiền sư nào mà lấy thần thông chỉ cho ai. Nhưng mà qua câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta hiện tại đây, có những người chúng ta chỉ mới gặp một lần mà quý đáng để, mà có những người chúng ta gặp một lần rồi mà ghét cắn ra. Có không? Và có nhiều khi như vậy thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta sanh ở trong quả đời này. Nếu mà nói là Phật là chúng ta thọ sanh ở đây là do nghiệp, do nghiệp mà sanh, thì mỗi người mỗi nghiệp. Rồi bây giờ mình thấy cái nghiệp của người này cái mình phiền, mình thấy nghiệp của mình phiền họ, họ cũng sẽ phiền mình, tại vì cái kiểu sống của mình cũng chẳng làm cho họ vui. Ví dụ bây giờ mình tu quá trời quá đất, cái mình thấy đứa nào con mình không tu mày tội chết, không cho tu hành, thì nó cũng nhìn mình nó thấy con rầu má ghê, nó tu kiểu má con cũng rầu ghê. Rồi đó mình phải biết nó có cái chừng mực chứ. Mình lại Phật ngày trăm lại, mà đứa nào không lại trăm lại nó thấy tu thiếu. Thành thử ra thưa đại chúng, mình phải có một cái nhìn cho nó sâu là chúng ta có mặt ở nhau, với nhau đây là duyên. Cái duyên nó chỉ là cái phớt thôi, mà cái chiều sâu của duyên là nợ. Thí dụ như mà hai người gặp nhau mà thương nhau đó là cái duyên thôi. Nhưng mà muốn biết kết quả của họ không? Nhìn cho cái đời sống, duyên này để làm khổ nhau hay duyên này làm hạnh phúc cho nhau? Nghiệp sinh quyến thuộc. Rồi giờ cái quyến thuộc thứ ba này, nguyện sinh quyến thuộc. Hồi nãy nghiệp, giờ nguyện. Nguyện là gì?
Nguyện tức là những cái ước nguyện của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa nguyện đi tu, quý vị cũng nguyện tu, chúng ta có gặp nhau ở một cái nguyện này không? Vậy thì chúng ta đang gặp nhau trong ngôi chùa như thế này, trong tình Phật Pháp cái này, chúng ta vừa làm nguyện sinh quyến thuộc. Bởi vì nếu không có nguyện, nếu chúng ta không nguyện tu, thí dụ bây giờ sáng nay ở đây nguyện tu mà có bao nhiêu người nguyện casino thì họ sẽ gặp nhau ở cái họ gặp nhau ở cái quán nhậu tùy theo cái nguyện của họ. Thì chúng ta nhận nước thuộc như vậy để làm gì? Để chúng ta đừng có bao giờ thấy ai xa cách với mình nữa, mà họ đều là quyến thuộc của mình nữa. Đức Quỳnh Phú Sổ có cái bài thơ phải đã có bài hay đọc cho đại chúng nghe hoài. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phục vụ cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Như vậy thì nếu cô nguyện yêu tôi đơn phương mà tôi không có nguyện yêu lại thì chúng ta không gặp nhau ở cái điểm này. Nhưng mà nếu cô muốn gặp tôi ở cái tình yêu khác thì tôi có một tình yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ. Mà nếu cô là khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, thay vì yêu một đó, hướng về phục vụ cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Mà cái người mà gặp nhau như vậy là gặp nhau ở cái nguyện. Cho nên ví dụ nha, đời này nè, mình muốn bố thí mà chồng của mình đã rất là thương mình, lúc nào cũng cho tiền mình bố thí, thì mình biết rằng ông này ngoài cái chuyện nghiệp sinh quyến thuộc với mình, ổng cũng còn quyến thuộc nữa là nguyện sinh quyến thuộc. Ổng làm chồng mình mà ủng hộ mình tu. Cho nên đời này mình tu mà mình biết có người hộ trì cho mình biết những người đó là nguyện sinh quyến thuộc của mình. Những người đó là ai? Những người đó cũng là những người ứng sinh quyến thuộc của mình. Ứng sinh là gì? Ứng hiện, có mặt để trợ duyên cho mình, gọi là ứng sinh. Mà không biết ở đây quý vị tu mà quý vị có từng gặp những quyến thuộc như nãy giờ mà ứng sinh thí dụ như mình dọn nhà đi cách chùa bây giờ nửa tiếng rồi, mình cũng đang rầu, đang biết tuần nào mỗi chủ nhật ai chở đi chùa, tự nhiên có con cô cổ ở đâu gần đó, cô nói bác đi chùa mỗi tuần con chở bác đi, ở đâu cô đó xuất hiện thì cái cô đó gọi là gì? Ứng sinh quyến thuộc. Giờ ngồi đây có ai bị ứng sinh quyến thuộc không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái quyến thuộc nữa, thần thông quyến thuộc. Thần thông là sao? Có những ngôi chùa ở Việt Nam xây cất, mình chưa hề tới đó, mình cũng chưa biết cái gì hết, nhưng mà nghe bạn bè nói chùa đó, mình đưa tiền ủng hộ về đó. Thần thông, mình chưa có mặt nhưng mà sự đóng góp của mình đã có mặt, thì ngôi chùa đó mà nhận cái sự ủng hộ của mình thì phải nói rằng đây là những món tiền của thần thông quyến thuộc. Đúng rồi đấy. Có không? Có đấy. Như vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đã từng là ứng thân quyến thuộc, thần thông quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, nghiệp sinh quyến thuộc, rồi gì nữa, lý tính quyến thuộc. Mà gom tất cả những quyến thuộc này xào nấu gia vị cho ngon lành cô thành gì? Bồ đề quyến thuộc. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Nếu con là nghiệp của mẹ, mẹ không có buồn con như ngày xưa nữa.
mà mẹ sẽ nhận con như một cái người trợ duyên cho mẹ. Và thay vì mẹ nhìn con bằng nghiệp, thì bây giờ mẹ sẽ chuyển con thành nguyện, chuyển nghiệp thành nguyện. Để chi? Nếu con làm khổ mẹ mà mẹ oán con, mẹ trách con, thì mẹ với con nghiệp sẽ kéo dài nữa. Đời này hết một đời khổ đau, đời sau mẹ gặp con nữa, phải không? Bây giờ mẹ nguyện tu và độ con được tới đâu mẹ rồi, mẹ sẽ chuyển con từ cái nghiệp sinh quyến thuộc thành nguyện sinh quyến thuộc, và cuối cùng mẹ con mình dẫn nhau làm bồ đề quyến thuộc. Vợ chồng chưa hiểu tu gặp nhau giữa tình nam nữ, bây giờ cùng tu với nhau, cùng hiểu đạo rồi, hãy phát nguyện đi. Nguyện sao? Đời sau nếu mình gặp nhau nữa, xin hãy nguyện làm bồ đề quyến thuộc. Nghĩa là nếu mình còn gặp nhau trong cái tình nam nữ đó, nhưng mà cũng trợ duyên cho nhau tu cho đến ngày viên mãn, cũng như là Gia Du Đà La và Sĩ Đạt Ta của kiếp này vậy. Gia Du Đà La và Sĩ Đạt Ta không phải chỉ một kiếp này mà gặp, mà đã gặp nhiều kiếp rồi. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Thành Phật Kinh nó có kể, lúc mà Gia Du Đà La có vẻ hơi buồn khổ khi Thái tử đi tu đó, Thái tử mới nói Gia Du Đà La, nàng không nhớ trong vô lượng kiếp nàng đã từng hộ trì và nguyện rằng nếu kiếp nào ta muốn thực hiện tâm hạnh của Bồ Tát Bồ Đề, nàng đều ủng hộ sao? Nhớ lại liền. Bởi vì mặc dù chúng ta có cái nguyện, nhưng mà chúng ta lỡ sanh trong đời này rồi, nhiều cái nó chi phối, đôi khi mình quên, phải có người nhắc. Cho nên nhắc là ngày nhớ đi, Gia Du Đà La nhớ đi. Rồi quý vị biết là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia cũng không phải là mẹ ba của Phật, của Thái tử Sĩ Đạt Ta trong một đời này, mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà thậm chí có một kiếp Đức Phật của chúng ta là một con chim, mà vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là hai con chim mẹ và chim cha. Cái câu chuyện chim Vân Vũ đó, nghĩa là chim Vân Vũ mà đi ăn cắp, đi lấy lúa của ông trưởng giả về nuôi, cha mẹ bị mù. Rồi ông trưởng giả ông mới nói, ông mới bắt con chim đó, ông nói là ta lấy lúa này để cho chúng sanh ăn, tại sao ngươi lấy? Nó nói, ủa vậy tôi không phải chúng sanh sao? Tôi cũng là một chúng sanh, mà hơn nữa tôi đâu có ăn cắp ông nguyện, mà ông nguyện là lúa ta trồng được đây xin phổ cúng cho chúng sanh, thì tôi là một loài chim muôn cũng là chúng sanh, mà tôi lấy lúa của ông mà do ông phát nguyện tôi đem về tôi nuôi ba mẹ tôi bị mù. Thì ông trưởng giả nói, trời ơi, chim muôn mà còn hiếu thảo muốn chi là con người. Mà ông cũng nhớ lại cái nguyện của ông, ông nghĩ rằng chúng sanh là những con người, mà ông quên rằng chim muôn cũng là chúng sanh. Cái ông trưởng giả trồng lúa đó là ai? Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Hai vợ chồng chim ba chim mẹ bị mù đó là ai? Là Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Còn con chim Vân Vũ nhỏ đi lấy lúa đem về nuôi cha mẹ, đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Như vậy thì thưa đại chúng, là chúng ta gặp nhau đời này. Quý vị nghe Pháp Hòa nói, thật sự ra thiệt tình mà nói, cái này cũng cái duyên thôi. Chứ nếu mà quý vị ngồi kỹ thấy, trời, ông nói đâu có gì đặc biệt đâu, phải ngồi đó nghe. Nhưng mà chúng ta ngồi nghe mà thương quý nhau là bởi vì chúng ta đã từng là bồ đề quyến thuộc. Nhưng mà chúng ta ngồi đây để nói những điều lành thiện, sách tính nâng đỡ, để cho tâm bồ đề chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Chứ còn có những cái buổi chúng ta ngồi cái giờ đồng hồ mà chúng ta làm khổ nhau bằng những cái câu trách móc hờn giận, thậm chí đi vào những buổi họp nhưng mà không có đem cái gì mổ xẻ lợi ích, mà trách người này móc người kia. Cho nên là móc, phải móc ra không có chuyện để trách, cho kêu trách móc. Như vậy thì quý vị thấy
chúng ta có lý sinh, phải không? Lý tính quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, rồi gì nữa, thần thông quyến thuộc, ứng sinh quyến thuộc. Ứng sinh là sao? Chúng ta nguyện ứng hiện bằng mọi nơi mọi cách. Ví dụ thôi, sáng nay mình nhận nấu cho chùa 100 người ăn, mình nghĩ rằng có 5-3 người tới phụ, mà sao sáng giờ không thấy ai hết trơn, là bắt đầu mình đánh lô tô rồi. Bắt đầu bày rau bày củ ra mà không ai gọt phụ hết, tự nhiên ở đâu xuất hiện 3 người. Chừng đó mình đừng nói, ê mày đi đâu tới cho tới giờ, trời ơi mô Phật thần thông quyến thuộc. Ở đâu mà thần thông quá, tôi léo là có liền. Rồi bây giờ người đó có mặt để phụ mình sắc gọt thì gọi là ứng sinh quyến thuộc. Họ cũng là thần thông quyến thuộc. Họ đến đây họ làm cho ước nguyện của mình được thành tựu thì họ là nguyện sinh quyến thuộc. Họ đồng một cái nghiệp nấu ăn chay với mình là nghiệp sinh quyến thuộc, phải không? Cho nên một mà có tất cả. Nếu chúng ta hành nghiệp xấu thì chúng ta cộng nghiệp xấu. Nếu chúng ta hành nghiệp tốt thì chúng ta cộng nghiệp tốt. Cho nên nghiệp nguyên bản thể nó không có xấu tốt, ăn thua chúng ta hành. Nghiệp là tạo tác, thể mà chúng ta tạo tác thiện thì chúng ta gọi là thiện nghiệp. Nếu chúng ta tạo tác xấu thì chúng ta gọi là ác nghiệp. Cho nên chữ nghiệp nguyên nó không xấu. Ngay cái chữ quả báo nó không có xấu. Quả báo là kết quả, nhưng mà nếu chúng ta tạo nhân xấu thì quả báo xấu, nếu chúng ta tạo nhân lành thì quả báo lành. Ví dụ như đời trước, tháng hồi nhỏ mình có bố thí, cho nên đời này giờ mình đi lớn lên mình luôn luôn gặp những người nâng đỡ mình, giúp đỡ mình, cho mình thấy quả báo của tôi, cái chữ quả báo không có xấu, đó là quả báo thiện. Tôi đã từng giúp nhiều người, bây giờ người ta giúp lại tôi, mà đa số mình hiểu có một chiều thôi. Nghe chữ quả báo là thấy ớn nè. Ví dụ như người ta gặp mình, ta thấy mình giờ con thành tài hết rồi, mình bây giờ thông dong đi chùa, người ta cổ giái, ta nói trời ơi quả báo, tại sao chị mắng tôi quả báo không? Dạ không, cho đó là quả báo. Cho nên mình phải hiểu rõ những cái chữ như vậy, để khi người ta nói á, lẽ ra cái chữ đó nó làm cho mình vui, mà mình hiểu lầm nó, cái nó thành ra xấu khổ. Cho nên phiền não đó, phiền não là do chúng ta vọng tưởng chấp trước mà nó ra, khổ lụy nó từ đó. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị buổi sáng, thì trước hết đó là chúng ta có 20 phút nói tiếng Anh. Pháp Hòa sáng nãy có giải thích cho các bạn người Mỹ nói tiếng Mỹ đó, hoặc là các em, con em của mình nói tiếng Mỹ, về cái ý của cái sự thực tập thiền quán. Thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi trên bồ đoàn hàng giờ, nhưng mà thiền rất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là chúng ta biết dừng lại mọi sự lăng xăng, và chúng ta biết chú tâm vào một việc thì gọi là thiền. Thí dụ ngồi đây mà nghĩ lung tung, bây giờ nhớ trực lại, thôi đừng có nghĩ lung tung nữa, hãy nên chú tâm nghe thầy nói chuyện, cái đó gọi là thiền. Thiền nghĩa là dừng mọi sự lăng xăng trong tâm ý, hãy chú tâm vào một việc mình làm thì gọi là thiền. Cho nên đó, khi mình ăn không lo nghĩ gì hết, chỉ biết là mình đang ăn, cái đó gọi là thiền ăn. Còn ví dụ mình đi, mình biết mình đang đi thì gọi là thiền đi. Nói chuyện, biết mình đang nói chuyện và nói cái gì cho nó rõ ràng thì có gọi là thiền nói. Chữ thiền nghĩa là sáng sủa, sáng biết rõ ràng, phải không? Có nhiều người ta dùng một cái từ, có khi mình dùng một cái từ khác là chánh niệm. Chánh niệm thì nó ngược lại với tà niệm. Mình đang ăn, biết mình ăn là chánh niệm. Bởi vì cái việc hiện thực của chúng ta đang là gì? Chỉ ăn. Mà đang ăn mà nghĩ tới chuyện khác thì không được, cái gọi là tạp, cái là vọng. Ăn biết mình đang ăn thì gọi là chánh niệm về ăn. Nói biết mình nói gọi là chánh niệm về nói. Thì hôm nay chúng ta có một chánh niệm mới, là chúng ta có một chánh niệm, chúng ta không còn thấy biên giới giữa mình và người.
và chúng ta thấy rằng ai cũng là quyến thuộc của mình hết. Nếu quý vị mà không thuộc gì hết thì cứ nhớ câu bồ đề quyến thuộc, mà ngày nào chúng ta cũng tụng đó: bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu như mà mình đã lấy được cái hoa bồ đề mà nó biến khắp, làm đẹp khắp nơi khắp chốn rồi, thì chỗ nào mình ngồi cũng an lạc, chỗ nào mình đi cũng an lạc, phải không? Ngồi ở đây mà nếu ngồi an lạc là không khác nào ngồi ở dưới gốc cây bồ đề. Cho nên mới có cái bài kệ đó: ngồi thiền trong bản môn, cội nào cũng, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngày xưa có một ông vua thương dân lắm. Ông ấy nói với quần thần là: trẫm thấy trong đất nước của ta đường xá rất là xấu, ta sợ dân chúng đi đau chân. Thôi bây giờ các khanh chịu khó kiếm gia thú về lót hết khắp thị thành cho đến những nông thôn, tất cả mọi nơi, chỗ chốn nào có đường lộ là lấy gia thú lót hết để cho dân chúng được đi êm chân. Có một ông quan, ổng thiền quán sâu hơn. Ông nói: bẩm hoàng thượng, thay vì hoàng thượng lót hết như vậy vừa cực, phải không, mà làm sao lót cho nổi. Thay vì như vậy, sao hoàng thượng không lấy gia thú, hoàng thượng cắt ra hai cái phát cho mỗi người, ta đeo dưới chân người ta đi chỗ nào cũng được hết, thì hoàng thượng khỏi cực, khỏi lót vậy, được không? Quý vị biết câu chuyện đó không? Đó là nguồn gốc và lịch sử của đôi dép. Thay vì mình lót tất cả mọi nơi, chi bằng phát mỗi người hai cái, thì họ muốn đi chỗ nào họ đi, họ muốn cất chỗ nào họ cất, mình khỏi phải lo. Ở đây cái câu chuyện đó, bây giờ mình nhìn qua cái nhìn của Phật học: thay vì chúng ta bắt mọi nơi mọi chốn nó phải là bồ đề đạo tràng, thì tại sao mình không là đạo tràng lý, không là bồ đề lý, thì chỗ nào mình tới cũng biến thành bồ đề đạo tràng? Tại sao mình phải bắt chỗ đó cho là đạo tràng? Khi mình có một cái nhìn tổng thể, tất cả đều là lý tính quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, nghiệp sinh quyến thuộc, thần thông quyến thuộc, ứng thân quyến thuộc, bồ đề quyến thuộc, thì chúng ta sống thoải mái vô cùng và thấy không ai kẻ thù nữa, thấy không? Mà nếu mình thấy mình là quyến thuộc, mình sẽ làm cho đạo giáo mình mỗi ngày mỗi sau hưng khởi lên mà không có bệ rạc. Quý vị nhớ là đoàn kết thì chúng ta mạnh, chia rẽ thì chúng ta yếu. Đó là cái chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta đi chung như một dòng sông, đi chung như một dòng sông thì chúng ta có khả năng đẩy mọi rác ra ngoài. Nếu chúng ta đi như từng giọt nước thì chúng ta không làm được gì với miếng rác hết. Và đó cũng chính là năm cái nghĩa của chữ kinh. Kinh có năm nghĩa. Chữ kinh có năm nghĩa. Mà trong đó có một cái nghĩa gọi là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối, dũng là mạnh. Dòng suối mạnh có khả năng đẩy tất cả những phiền não khổ lụy ra khỏi lòng mình. Bởi vì kinh là lời Phật dạy, có khả năng đem khổ đau ra khỏi lòng mình sau một thời tụng kinh. Hồi nãy mình buồn đủ thứ hết, lên chánh điện tụng thời kinh. Có ngày không muốn, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu nay con xin sám hối. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Giờ đây trầm sông bảo điện, con nguyện sám hối đổi thay. Tụng xong vậy trời, lâu nay mình cứ sống trong vòng buồn giận, thì cái lời kinh đó như một cái dòng suối mạnh đẩy bao nhiêu cái muộn phiền hồi sáng, hồi chiều, ngày hôm qua ra khỏi. Đó là tuyên bố.
Mình hiểu như vậy thì mình sống an. Và bây giờ mỗi người ai dưới chân mình cũng có hai miếng da hết rồi. Đi khắp mọi nơi mà không có gì phiền muộn, phải không? Thôi thì bây giờ ai mà đụng chạm gì tới mình mà nhiều tật quá, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gom lại hết thành thanh tịnh đại hải chúng. Chúng và giờ này chúng ta sẽ dừng ở đây và chúc đại chúng có một buổi trưa vui vẻ, và chúng ta sẽ cùng đông đông với nhau tại chùa. Và tối nay lúc 7 giờ chúng ta sẽ gặp nhau, chỉ còn một đêm nữa thôi. Một đêm nữa thôi là xa nhau rồi. Qua có một cái vị gặp có quà nói nhỏ, thầy ơi tụi con ước thầy qua nữa mà chừng nào thầy cho mộng tụi con thành. Sáng nay bà sẽ hát bài bác ơi nếu mộng không thành thì sao. Có một lần cũng cái câu hỏi đó đưa tờ giấy lên, có quà cũng đáp lại mua thêm cái ticket là tháng sau thầy về. Thưa đại chúng, nhị nguyên chúng ta không thể diệt. Bởi vì nó là gì? Nó là một cái tự tánh bình thường do duyên mà sanh khởi. Thật sự ra bản chất của mọi thứ nó không có cái gì nhị nguyên hết á. Nếu mình nói có nhị nguyên là ai nhị nguyên? Cái tâm mình nhị nguyên, chứ bản chất mọi việc nó không có nhị nguyên. Phải qua ví dụ. Ví dụ như là cái chùa, nếu mà thầy trụ trì có cái phước và có cái khéo thì chùa đó sung túc đầy đủ. Cũng có những thầy trụ trì cũng làm chùa nhưng mà kém phước, thiếu khéo, thiếu tế nhị, cho nên ngôi chùa cũng không có phát triển khá. Nhưng mà người Phật tử mình chỉ cần nhìn biết vậy thôi, chứ bản chất chùa nó không hề có cái câu là chùa này giàu với chùa này nghèo. Nhưng mà tự chúng ta tới, chúng ta nhìn dòng thấy cái chùa nó bự đồ sộ, cái tự nhiên cái tâm nhị nguyên mà nó sanh, nó chùa này gì? Giàu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói rằng mình nhìn cái hiện tượng mình nói giàu, nhưng mình chưa biết rằng mình đi sâu bên trong nữa, giàu gì biết không? Giàu nợ. Đó, thành thử ra nếu mà mình nói cho cùng tận là vậy. Rồi bây giờ mình nhìn cái người đó mình nói xấu quá. Nhưng mà xấu với ai? Xấu với mình, tại vì mình lấy cái nào nó đẹp hơn để mình so với cái xấu đó. Nhưng mà tại sao nếu mà cô đó thiệt xấu, tại sao vẫn có người thương và cưới? Vậy cổ đâu có xấu thiệt như mình nghĩ đâu. Phải không? Thành thử ra cái mà chúng ta cho là xấu đẹp đó là tâm mình sanh nhị nguyên, chứ bản chất của mọi thứ không hề có nhị nguyên tốt xấu. Mà đã nó không có thì cần gì phải diệt? Đã nó không có thì cần gì phải sinh cái tâm là hủy diệt nó? Bởi vì thủy chung chúng ta không bao giờ diệt hết giữa xấu và đẹp theo cái nhìn tạm bợ của chúng ta. Có một cái bà đó, cái câu chuyện này kể trong cái quyển gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân. Bà đi ra đường á, cầu cho bảo Chúa sống lâu, cầu cho bảo Chúa sống lâu. Người ta mới nói cái bà này khùng, bảo Chúa mà cầu cho sống lâu là sao? Bà nói dạ thưa, đời tôi đã trải qua ba ông vua rồi. Ông vua thứ nhất ổng ác, người khác nổi dậy nói phải diệt ông vua này để mình chấn chỉnh lại đất nước. Diệt xong ông thứ nhất, ông thứ hai lên, ổng phòng ngừa cho ông ác hơn chút. Rồi ông thứ ba thấy cái ông thứ hai ác quá, diệt cái ông thứ hai xuống. Và khi ông thứ ba bước lên ngôi vua rồi thì cũng đã kinh nghiệm ham vua trước, cho nên phải phòng thủ, phải ác hơn. Cho nên tôi sợ quá rồi, thôi bây giờ ông nào ác xong đi.
Hiểu cái câu chuyện đó không? Tức là trong cuộc sống của chúng ta cứ cho cái này ác và chúng ta diệt hết không? Không diệt hết. Mà cuộc sống này chúng ta chỉ cần chúng ta nhận một điều thôi là chúng ta thoải mái hơn lắm. Cuộc đời tương đối mà, có gì tuyệt đối đâu mà phải bắt buộc. Ông thầy tu cũng chưa tuyệt đối thì huống chi người phàm của chúng ta. Ông ở chùa ăn chay quanh năm, gõ mỏ suốt tháng nhưng mà phàm phu, nếu mà mình chưa có luyện cái tâm mình cho vững chãi thì thôi, bây giờ mình gặp cái mình đi cuộc mình đi làm thì phải có cái người đối tác, phải có người làm việc chung, mà thế nào cũng có xích mích. Đừng nói chi đi làm kiếm tiền sống, mà vô chùa làm công quả kiếm chút phước mà cũng có chuyện nữa. Thì cuộc đời nó tương đối mà, có gì tuyệt đối đâu. Cho nên cái nhị nguyên là mình, tâm mình sanh nhị nguyên. Chứ còn này nè, ví dụ như hoa hồng, nó không hề nó nói nó đẹp hơn hoa trước, nó không hề nó nói nó đẹp hơn hoa cúc, hoa lài, hoa bưởi, hoa gì hết. Tự mình à, mình nhìn nó nói hoa hồng không đẹp bằng hoa hường, hoa cúc không đẹp bằng hoa lài, vân vân. Rồi cúc nó cũng nhiều loại, nào là cúc đại đóa, cúc thu, cúc đủ thứ hết. Cái mình nhìn cúc này, cái mình phân biệt với cúc kia. Hiểu ý cái chỗ đó không? Cho nên không cần phải sanh tâm diệt gì hết, bởi vì chúng ta thủy chung không bao giờ diệt được hết. Tại vì cảnh là do duyên mà nó sanh. Đây, Pháp Hòa nói đại chúng nghe nè, 10 năm trước cái tu viện Từ Vân này được thành lập, và so với cảnh của 10 năm hiện, sau 10 năm hiện tại, cảnh Từ Vân và cảnh Từ Vân bây giờ khác không? Khác. Thế thì chúng ta cứ, bởi vì nó duyên, do duyên mà nó sanh khởi, hễ có nhiều Phật tử tới đóng góp nhiều thì tự nhiên cảnh nó đẹp hơn. Vậy thôi. Thì mình, tại sao mình phải sanh cái tâm gọi, mà cuộc đời này mình sao mình diệt được hết? Nó luôn luôn là nó sẽ có những cái đó. Mình tưởng là thế giới là thế kỷ 21 rồi, bây giờ là thời đại khoa học tối tân rồi, bình đẳng nhân quyền gì lung tung, nhưng mà rồi cũng sao, cũng có những người khủng bố mà không ai làm được gì họ. Họ giết người như là giết con gián con dế vậy mà chẳng ai làm được gì họ. Vậy bây giờ mình sống cuộc đời mình thì quá ngắn hạn, mà không lẽ mình cứ ngồi đó mình cứ sanh khởi hoài thì nó khổ lắm. Cho nên thôi thì bây giờ cứ nhận mọi việc nó như là, và chúng ta cứ nói hễ ai làm gì mình á, thì mình cứ tự nói cuộc đời tương đối mà, không có gì tuyệt đối đâu. Nè, nếu mà tuyệt đối thì tại sao mình không yêu người đó yêu tha thiết như thuở ban đầu đi? Tại sao 10 năm sau bắt đầu mình sanh khởi đủ chuyện vậy? Phải không nè? Thành tử hiểu được như vậy thì thôi rồi, mình vượt. Cái chữ vượt là gì? Vẫn sống với nó nhưng mà không để nó làm khổ mình, gọi là vượt. Chứ không cần nhảy đi đâu hết. Bây giờ mình nói mình diệt sanh tử, diệt được không? Cuộc sống thì cái cuộc sống của sống và chết, làm sao chúng ta diệt được? Chúng ta không hề diệt được sanh, mà chúng ta cũng không hề diệt được tử. Vì bản chất thủy chung là hễ có sống thì phải có chết, có trẻ phải có già, phải không? Vậy thôi. Kính bạch thầy, mong thầy giải thích giùm con. Mẹ con thường chỉ cúng dường các thầy cô nổi tiếng. Nè, đâu coi má mì nào cười lớn nè. Má mì nào cười lớn mà dính nè. Đôi khi mẹ con bảo con cúng cho thầy A, thầy B, con dạ dạ nhưng luôn cúng chung cho các thầy cô, không phân biệt thầy cô nào. Thưa con có bị mang tội nói dối với mẹ con không? Con làm như vậy có sai không? Phước đức cúng dường các vị hòa thượng đại đức thượng tọa có khác nhau không? Dạ có chứ. Nếu mà cúng cho đại đức thì phải cúng cúng lâu hơn, tại ông còn trẻ, ông sống dài. Còn hòa thượng già thì chắc cúng được vài lần. Thưa đại chúng, thật ra trong nhà Phật á, chúng ta luôn luôn quan niệm là
phổ đồng cúng dường, có nghĩa là cúng dường, là cái tâm cúng dường nó bình đẳng. Nhưng mà có một cái nó không bình đẳng là sao? Ai cần hơn thì mình cúng khá hơn, chứ không phải là cái tâm cúng là không có phân biệt, nhưng mà tùy hoàn cảnh mà cúng. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, cái tình thương của người mẹ đối với các con không hề có phân biệt. Cái tình thương của người mẹ nó như cái đáy biển bằng phẳng, nhưng cái sự cho của các con đối với người mẹ đó nó nhấp nhô như mặt biển. Tại sao? Đứa con nào nó túng thiếu hơn thì người mẹ cho nó nhiều hơn. Cho nó nhiều hơn vì không phải thương nó hơn, mà vì người mẹ biết đứa con này hoàn cảnh nó khổ hơn, cũng là thương. Đứa con này mẹ cũng cho, nhưng mà hoàn cảnh nó không đến đổi cho mẹ cho nó ít hơn. Cho ít hơn vì không phải không thương nó. Tình thương thì bình đẳng, nhưng mà tùy theo mỗi hoàn cảnh mà cho, phải không? Cúng dường cũng vậy. Có đôi khi nó có nằm ở trong cái trường hợp này, cái tâm cúng dường là muốn cúng hết, nhưng mà mình á, sức cái gì, tâm á, thì muốn nhiều mà lực thì hữu hạn. Cái này chúng ta thường gọi là lực bất tùng tâm. Thế bây giờ mình thấy á, ai đang khởi công làm gì đó thì mình cúng nhiều hơn để giúp cho cái việc đó nó hoàn tất. Còn người nào tạm ổn định rồi thì mình cúng ít hơn. Không phải là mình phân biệt cao thấp. Còn nếu mình sanh tâm cúng dường tại thầy đó nổi tiếng hay thầy kia không nổi tiếng thì không nên. Chỉ có ta sanh tâm, tâm cúng dường là bình đẳng, nhưng mình biết rõ ai đang ở hoàn cảnh nào mình cúng. Y như người mẹ thương con là bình đẳng, nhưng tùy theo mỗi hoàn cảnh đứa con mà giúp. Vậy thì con mà thấy mẹ mà lo cho một cái người em nó bệnh tật hơn mà mình khỏe mạnh hơn, mình ganh là không đúng. Em nó bệnh mà lẽ ra mình phải phụ mẹ, mà bây giờ mình không phụ mà mẹ lo cho đứa em bệnh hơn, mình phải thông cảm để cho mẹ được an lòng với cái việc làm của mẹ. Quý vị thấy được chỗ này không? À. Rồi bây giờ nói cái này nó liên hệ tới câu này, tôi rút câu này ra nói. Kính bạch thầy, trong phẩm Phổ Môn có đoạn: Ngài vô tận ý cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát chuỗi trân bảo pháp thí. Con xin thầy giúp con hiểu ý nghĩa của vấn đề: một, việc dân chuỗi trân bảo pháp thí; hai, Ngài Quán Thế Âm chia hai phần dân cúng lại cho Đức Phật Thích Ca, một phần cho Đa Bảo, Đa Bảo Phật. Quý vị nhớ phần này trong phẩm Phổ Môn phải không? Khi mà Ngài Đức Phật nói kinh xong rồi, Ngài vô tận ý cởi chuỗi ngọc ở trên cổ ra, dâng cho ai? Dâng cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát có nhận không? Không có nhận. Nhờ ai lên tiếng? Phật Thích Ca nói: Quan Âm, Quan Âm hãy vì thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi này. Khi Đức Phật lên tiếng rồi thì Quan Âm liền nhận. Nhưng mà nhận xong rồi làm gì? Dâng liền cho hai Đức Phật. Đó. Vậy cái câu hỏi là dâng chuỗi là gì mà tại sao chia hai Phật? Thứ nhất á, cái sâu chuỗi mà cái đeo ở trên cổ á, là một sâu chuỗi gì? Một sâu chuỗi ngọc. Mà để ở đây là tượng trưng cho gì? Là tâm. Cái tâm mình nó quý như chuỗi vậy đó, nó quý như chuỗi ngọc vậy đó. Cho nên vô tận ý tức là gì? Cái ý vô tận. Khi mà nghe phẩm Phổ Môn rồi, tâm trí bừng mở rồi, thì Ngài liền cởi cái chuỗi ngọc đó ra. Nếu nói về vật chất, hồi nãy giờ con nghe pháp thí, bây giờ con dân này là tượng trưng cho tài thí, là một ý nghĩa. Nghĩa thứ hai là đây là chuỗi trân bảo pháp thí. Tại vì lấy cái biểu tượng ngọc quý như pháp. Quý vị có tin không? Nếu mình có gọi là rừng tiền bạc biển, nhưng mà mình không có lối tu, mình không có lối thoát cái khổ, tiền bạc nó không làm được gì cho mình hết khổ. Cho nên nhiều khi á,
mình ăn cơm bình thường, sống cuộc đời bình đạm mà mình có an vui hạnh phúc hơn là mình tối nào cũng đếm tiền mỏi tay mà vừa đếm vừa khóc. Vậy thì cái mà trân bảo đó là tượng trưng cho pháp thí, mà pháp là tâm, tâm là pháp. Cho nên đem dâng Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm á, là vị Bồ Tát độ đời. Mà bây giờ nếu mình độ người ta mà mình nhận của vật chất thì không thể được, cho nên Ngài từ chối. Nhưng mà bây giờ nếu mà Đức Phật Thích Ca lên tiếng là Ngài hãy nhận đi, thì ở đây ý nghĩa gì? Nhận ở đây là sự dung nạp, dung nạp cả pháp thí và tài thí. Khi mà dâng lên rồi, khi mà dâng lên rồi thì Đức Quan Âm cúng cho Phật. Nghĩa là gì? Một người làm Bồ Tát Đạo, nếu có nhận tất cả vật chất của ai đi nữa, nhận mà không nhận, cho nên ý nghĩa nhận xong cúng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị đem tiền tới cúng cho quý thầy, mà quý thầy nhận đúng không? Nhưng mà nhận xong rồi, quý thầy có giữ riêng cho quý thầy không? Đổ vô lo cho chùa, xây tượng in kinh. Như vậy thì nhận mà không có nhận. Nhận xong rồi đâu phải giữ cho mình, mà đem liền dâng cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Cho nên Đức Quan Âm nhận xong rồi thì liền dâng cho Phật. Đó là một ý nghĩa. Thứ hai, Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, Đức Đa Bảo là tượng trưng cho quá khứ. Những gì chúng ta đang làm đây là chúng ta đang tiếp nối con đường của chư tổ của quá khứ và những bậc cha ông của chúng ta trong cuộc đời hiện tại này. Phải vậy không? Cho nên khi mà mình, quý vị thấy rõ ràng, trong cuộc sống của chúng ta, nếu một vị nào mà sống chỉ vì người mà không vì mình, cho nên nhận tất cả mà không có gì của mình hết. Đó, quý vị cúng vô chùa bạc triệu, nhưng mà sau đó bạc triệu nó đổ lên cái chùa, đổ ra tượng Phật, đổ ra kinh sách đó, nhận mà không nhận, chứ có gì của mình đâu. Cho nên Quan Âm Bồ Tát gọi là phổ môn phẩm, nó gọi là phẩm phổ môn. Phổ là rộng, môn là cửa, mà cánh cửa mà rộng rồi thì chúng ta sẽ thấy nó cùng khắp mọi nơi, chỗ nào cũng phổ môn hết. Xây chùa cũng phổ môn, làm từ thiện cũng phổ môn, phóng sanh cũng phổ môn. Thể duyên nó đến thì chúng ta cứ làm. Mà nếu mà người ta làm mà mình nói làm này không tốt, làm kia tốt, này tầm nhị nguyên nó sành. Cái nào cũng tốt hết. Người nấu cháo, nó thôi tôi không thích cháo. Anh không thích cháo nhưng tại vì anh chưa tới bệnh, anh không ăn cháo. Có những ngày anh bệnh anh xin tôi cháo mà. Thế thì anh không nên phân biệt cháo với cơm. Chẳng qua lúc này anh chưa cần, anh không thích thôi. Quý vị thấy được chỗ đó không? Cho nên thấy được chỗ đó rồi thì nó tương đồng với câu hỏi nãy. Mình cúng cho các vị, thật ra cúng vị nào công đức cũng giống nhau hết. Tại vì thủy chung các vị cũng là tu. Nhưng mà ở cái chỗ mà chúng ta thấy rõ là chúng ta cần phải làm gì, giúp cho ai, tự nó rõ như vậy. Trả lời gì được chưa? Kính thầy vui lòng giảng cho con câu: nhất thiết trí, vô đẳng vô lưng, tối thượng thắng trí. Cái này mới là khủng khiếp trí nè. Thưa đại chúng, mấy cái câu này nó nằm ở trong cái kinh gọi là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Kinh nó có tên dài vậy đó. Thì có một cái đoạn trong này á, cái câu này nằm trong cái đoạn này. Có những người, người ta không tin Phật, người ta không tin vào những cái trí tuệ siêu việt như là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết tất cả. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, có nghĩa là cái trí tuệ cao tột tối thượng, không có gì có thể sánh bằng. Nói theo cái danh từ bây giờ đó,
Nó là gì? Nó là đại viên cảnh trí. Nhưng cái người này không tin Phật, không tin những tuệ giác đó, nhưng người này tin tội phước. Thì cái người này tin tội phước rồi họ tu, họ muốn sanh về cõi cực lạc mà không tin Phật, thì người này cũng được sanh về cực lạc, nhưng mà họ chỉ mới tới biên giới của cực lạc chứ chưa được vào cực lạc. Người này phải ở cái biên giới này trong 500 kiếp, chờ nghe kinh, nghe pháp rồi mới có thể nhập vào được cái này. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nôm na nha. Tôi không tin thầy chùa, tôi không tin Phật gì hết, nhưng mà tôi tin tội phước, cho nên tôi làm lành. Thì cái người này họ cũng được vào trong cái nẻo của đạo, nhưng mà cái nẻo đạo này là gì? Chỉ con đường phước báo thôi, chứ chưa thể nhập vào cái đạo tuệ giác tu để chuyển hóa tham sân si. Chỉ có nhiều người ta không tu tuệ, ta không nghe pháp, thì nói thầy nói có gì đâu phải nghe. Không, ba cái chuyện gọi là nói lý thuyết chứ không có thực hành, ví dụ vậy. Nhưng mà tôi tin tội phước cho nên tôi làm thiện làm phước thôi. Thì người này tu con đường phước mà không phải tu huệ. Thì tu phước thì nó cũng nằm trong cái phần của đạo, nhưng mà cái gì? Cái bờ mé thôi. Tại vì phước là có khi hưởng phước, là hết phước rồi thì đọa lạc khổ. Chỉ khi nào mình tuệ giác, mình phát sinh, mình chuyển hóa tham sân si, thì khổ đau mình mới vượt hơn những cái bình thường. Có nhiều khi người ta có phước lớn lắm, người ta được sanh trong nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, nhưng bù lại người ta mê mờ lệch lạc hiểu biết. Có trường hợp đó. Thành tử ra ở trường hợp này là tu phước mà không phải tu huệ. Cho nên trong ở trong kinh thì nói như vậy, nhưng mà Pháp Hòa nói gần gũi để cho đại chúng thấy, nếu một người không tin Phật pháp mà chỉ tin vào con đường gọi là làm thiện, thì họ đi làm thiện giúp đời, nhưng mà họ không làm những cái việc khác hơn. Thí dụ bây giờ đó, quý vị thấy ha, cũng đồng thời hai bát cơm, quý vị cho một đứa người, một người nghèo và cho một thầy tu, cái nào hơn? Nếu mà ở trên cái việc mình cho cái người nghèo là mình, họ chỉ mình giúp cho cái người héo hết cơn đói, nhưng mà cái ông thầy tu mà ông hết đói á, ông tu á, ông còn làm lợi thêm cho nhiều nữa, cho nên ở mặt phước nó hơn là vậy thôi, chứ còn bình đẳng là mình vẫn cho, phải vậy không? Cho nên cái trí đó gọi là trí vô đẳng luôn. Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Thầy ơi con có đọc sách, có nghe quý thầy thuyết pháp nên hiểu về ngũ uẩn hay ngũ ấm. Con hiểu sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con cũng hiểu sơ về 12 nhân duyên và tu, thì từ khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, khi tiếp xúc không bị dính mắc. Nhưng thưa thầy, hiểu thì hiểu rõ là thấy các pháp đều giả, chỉ tạm có tạm bỡ thôi. Nhưng khi đụng chuyện thì mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn sân si. Khi qua chuyện rồi con mới nhớ, rồi con quán chiếu, rồi từ từ nó sẽ quên. Nhưng con không làm sao để đụng chuyện con vẫn thấy giả, không dính mắc nữa. Làm cách nào thưa thầy? Dạ thầy cũng y chang. Thôi mình là đồng đạo mà. Thế đại chúng, có một cái bà đó, bà dẫn một đứa con lên nhờ ông thầy. Nó thầy ơi, xin thầy khai thị dùm cho con, thằng con của con nó phung phí lắm thầy ơi, nó ăn nó bỏ rồi nó làm đủ thứ hết trơn, con xin thầy dạy cho nó. Ông thầy nói thôi bà dẫn nó về đi, hai tuần sau bà dẫn nó lên. Hai tuần sau bà già dẫn nó lên mà nghĩ rằng thầy không sẽ có nhiều câu nói gì ghê gớm khai thị cho nó. Tới hồi dẫn nó lên, ông mới nói con ơi con, tiền bạc mình làm cực khổ đừng xài phí con. Bà xì cái bà, nó tưởng ông giảng cái gì cao siêu. Nói vậy tôi nói cũng được vậy. Nhưng mà nói xong cái ông thầy nói dạ tại vì tôi cũng giống nó. Sở dĩ tôi xin bà 2 tuần là để tôi bỏ được cái tật đó rồi tôi mới dám khuyên nó.
Quý vị hiểu câu chuyện không? Thưa đại chúng, ở cái chỗ là cho nên á, ngày hôm qua mình học cái bài kinh, quý vị nhớ không? Không phải mình muốn có tuổi thọ, có nhan sắc, có niềm vui mà mình muốn mà được. Mình muốn thì mình phải làm những gì để cái mong muốn mình nó trở thành ra hiện thực. Tiếng Mỹ nó kêu là your dreams come true. Chứ không thể chỉ ngồi không mà ước nguyện. Ở đây cũng vậy, Phật dạy chúng ta không có cần phải dục mắt cắt tai bỏ đi đâu. Chỉ cần chúng ta sử dụng tai mắt này một cách tế nhị, tinh tường, chánh niệm hơn thôi. Ví dụ ngày xưa mình ghiền cải lương, bây giờ mình bớt ghiền cải lương cái mình ghiền cải rổ. Nghĩa là nguyên một rổ cải, cải tróc gốc. Thật sự ra đó, chỉ cần chúng ta tỉnh là chúng ta liền ly. Trong kinh nói như thế này: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mê thì chúng ta có thể, tại vì chúng ta sống trong cõi đời nhiều cái kéo cám dỗ mình làm mình mê. Nhưng mà cái giây phút mình tỉnh nó thì mình liền tu với nó. Giống như có nhiều vị Pháp Hòa biết, có nhiều nỗi buồn đó, bỏ không được. Nhưng mà khi mà nghe bài pháp cái tỉnh, cái có thể mình vui được đâu chừng nửa ngày. Nửa ngày sau cái mình buồn lại khi mình nhớ đó. Thì cuộc sống của mình, cái mà chúng ta đang làm này là gì? Cứ tỉnh hằng tỉnh giác với mỗi cái tâm hành hiện khởi thôi. Chứ nếu mà khi nào mình totally, mình hoàn toàn mình làm chủ được mắt, tai, mũi, miệng, thì chừng đó không còn gọi là phàm phu mà gọi là gì? Là giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta chưa phải là giác ngộ mà cứ ngộ, thấy ngộ ngộ giác. Thì thế thì bây giờ đây nè, nhưng mà nói ra được câu này nghĩa là có giác rồi đó. Cái giác là biết mình còn dở. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói làm sao? Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Mình dở, biết mình dở, cho nên mở lòng mình học. Bây giờ á, ở đây á, là mình mới có thấy và biết thôi chứ chưa có thực hành. Bây giờ mình có thực hành đi rồi mình sẽ lợi lạc rừng Phật. Cho nên quý vị ơi, cái chữ giới của nhà Phật nghĩa là gì? Chúng ta hay nói giữ giới đó. Vậy thì giới là gì? Giới nó có nhiều cách dịch, nhưng mà đây Pháp Hòa nói một nghĩa là giới nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Mình tu được cái giới nào thì mình liền giải thoát giới đó. Không ai bắt buộc mình một lần phải giữ trọn năm giới. Nhưng nếu ví dụ ha, bây giờ mình giữ được cái giới không ăn cắp, mình liền tự tại an vui giải thoát với giới ăn cắp. Mình giữ được giới nói dối là mình hoàn toàn không sợ ai đôi chối và không sợ ai nói hành nói tỏi gì mình, vì chưa bao giờ mình thọc mặt với ai chuyện này chuyện nọ, mình liền giải thoát giới đó. Như vậy giới được dịch là biệt giải thoát. Bây giờ quý vị giữ thọ năm giới mà quý vị giữ chưa trọn được năm giới, quý vị giữ được bốn giới hay ba giới cũng gọi là giữ giới. Tại vì giữ được giới nào thì tự tại giải thoát giới đó. Đó là một cách dịch. Cách dịch thứ hai của chữ giới, bốn chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Phòng là gì? Là phòng ngừa. Phòng ngừa cái lỗi gọi là phi. Đình chỉ cái ác là cái ác. Bởi vì từ cái lỗi nó sẽ dẫn tới cái tội gần bên. Cho nên lỗi là mình vô tình mà tội là do cố ý. Ví dụ mình mở cửa mình đụng người ta, mình đâu có nói dạ tôi xin tội đâu. Mình nói sao? Tôi xin lỗi. Tại vì lỗi là do vô tình mà tội là do mình cố ý. Như vậy ở trong trường hợp này, nếu mình đã biết mình dở chỗ này là bắt đầu có giác. Đó, tri huyễn tức ly. Tri nó giả là mình liên liên.
Mà ly huyễn là tức giác, mình lìa được cái giả là mình giác, nhưng mình chưa phải là người hoàn toàn giác. Mình đây gọi là phần giác. Phần giác là gì? Giác từng phần. Khổ phần nào, giác phần đó. Có một bác á, nói với Pháp Hòa, tôi sống tới bây giờ 82 tuổi rồi, tôi không hề biết khổ. Câu ghê gớm không? Pháp Hòa mới nói, bác ơi, không phải là mình không khổ, mà chẳng qua mình chưa khổ thôi. Chứ đừng dám, đừng có nói tôi không cần. Hả? Ví dụ như người ta nói, chị cần cái này không? Tôi không cần đâu. Nếu mình khéo một chút, mình nói tôi chưa cần. Lỡ mai mốt mình cần, mình xin không có bắt cỡ. Mình nếu mình mai mốt mình cần, mình kêu người ta đưa, nó nói tôi nhớ bữa đó chị nói chị không cần mà. Dùng chữ ra, chưa cần. Cho nên cuộc sống nó có bản chất ra là khổ, mà tại mình chưa khổ chứ không phải không khổ. Cho nên khi mình thấy được rõ, bây giờ nè, bây giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị cái nhà quý vị tu thử được không? Thử chơi đi. Con mắt, mắt, tai, mũi, miệng, thân mình nó gọi là năm gì? Năm căn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là gì? Năm gì? Sắc, thọ, tưởng, hành gọi là năm gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Con mắt mình á vẫn thấy, đúng không? Nhưng bây giờ mình tập vậy nè. Hồi xưa mình để mình nhìn xong cái mình đắm đuối, mình mê ly nó. Cho nên khi con mắt của mình tiếp với cái vật thì mình mê nó, thì nó trở thành ra cái làm cho mình mê lầm, thì nó trở thành ra trần. Bây giờ không để nó thành trần mà chỉ nó là cảnh thôi. Ví dụ Pháp Hòa thấy bình hoa này đẹp, Pháp Hòa nhìn, Pháp Hòa biết đẹp, thì cái này vẫn nói đẹp à, nhưng mà cái đẹp này chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà vô phòng rồi nằm nhớ bình hoa đó quá, rồi chụp cái hình đem về tối nào mở hoa. Để em ví dụ hoa nha, chứ còn có những cái hoa nó nói được nữa đó. Bây giờ mình nhìn một cái cô đẹp, mình biết đẹp thì cô đó chỉ là cảnh. Nhưng nếu mình đắm đuối mê cô đó gọi là trần. Thế thì chúng ta không cần trừ khử gì hết, mà chúng ta chỉ cần có ý niệm đây chỉ là cảnh, không phải là trần. Ví dụ hồi xưa mình mê một người đâu đó đó hát, không có người đó hát mình ngủ không được, thì cái tiếng hát của người đó trở thành ra trần. Bây giờ mình nói vậy nè, ôi ai hát cũng được, có hát nghe trời, hát để ru cho tôi ngủ, để tôi ngủ là được rồi. Anh nào hát cũng được, thì anh đó hát dở hát hay thì anh đó cũng chỉ là cảnh. Mà hễ mê tiếng đó, anh đó mà có tiền nhiều mua anh đó hát trơn. Nhiều khi cả một cái CD không thích một bài nào hết, chỉ vì một anh ca sĩ đó mà tốn 20. Có không ta? Như vậy thì chúng ta thấy không, cả một cái CD tại sao chúng ta không nghe tất cả bản nhạc đó như nghe trần, như nghe là gì, thanh trần hay là thanh cảnh. Còn để một người trong đó lôi chúng ta, để chúng ta phải đắm đuối nghe chả pass 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 đúng anh đó nghe xong rồi hết rồi review rewind mình khổ. Vậy quý vị thấy trần với cảnh chưa? Vậy thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không cần phải móc căng bỏ đâu, mà chúng ta cũng không từ chối cảnh, phải không? Cảnh nó cứ bình thường, nhưng chúng ta tới đâu thì chúng ta nhận nó tới đó vậy thôi. Để chi? Để cho cái tâm mình rỗng rang và thảnh thơi. Tu là chỗ đó, không cần phải làm gì. Cho nên á, ngày một vị thiền sư Việt Nam nói, tiểu ẩn á là ở trên núi, trung ẩn là ở trong chùa, mà đại ẩn là ở trong chợ. Nói ngược đời, mình nghe mình ngược không? Mình nghĩ đại ẩn phải lên núi chứ, nhưng mà cái ẩn mà lên núi là bình thường, tại có ai chọc ghẹo gì đâu. Còn nếu mình ở ngoài chợ, người ta lái nhái cả ngày mà tâm mình bình an, thì quả thật là đại ẩn. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên á,
Hồi nãy Pháp Hòa nhắc lại một vị tổ nói không, nếu muốn đưa tâm trí mình tới chỗ Phật thừa cao tột, đừng bao giờ ghét sáu căn sáu trần, bởi vì chính sáu căn sáu trần này cũng là đưa mình gần với đạo. Cho nên có một vị tổ hỏi thưa thầy, thầy chỉ cho con tu. Thì vị tổ mới nói á, tôi nói ví dụ một cái nhà có sáu cái cửa, ở ngoài sáu cánh cửa có, ở trong nhà có một con khỉ, ở ngoài cửa sổ có sáu con khỉ đứng sáu cánh cửa. Con khỉ thứ nhất nó đứng ở cửa sổ thứ nhất, nó kêu chéo chéo. Con khỉ trong này đáp chéo chéo. Con khỉ ở cửa thứ hai nó kêu chéo chéo, thì con khỉ trong này cũng đáp chéo chéo. Nói đâu được hai ba con khỉ thì người đệ tử nói, dạ bạch thầy, nếu con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì ông thầy chạy xuống từ ở trên pháp tòa, nhảy xuống nắm tay người đệ tử, chéo chéo, ta với người đã gặp nhau rồi. Sáu con khỉ là sáu trần, con khỉ trong nhà là mình. Mình làm chủ mình, kệ người ta có kêu réo gì mình kêu réo, mình phải biết bổn phận của mình. Ví dụ mình sắp sửa đi chùa, muốn đi chùa lắm, nhưng mà bây giờ á, cái hoàn cảnh trong gia đình mình không cho phép, thì đừng có chéo chéo theo người ta kêu mình đi chùa. Đi về nhà chùa đâu không thấy mà thấy nó chua. Quý vị thấy không? Cho nên chính con khỉ của mình phải tự biết, mà đừng đáp ứng với những tiếng con khỉ ở bên ngoài. Mình phải tự, nếu con khỉ này mà ngủ thì sáu con khỉ kia nó chẳng làm được gì mình hết. Cho nên ông thầy ổng cũng tu được cái chỗ đó. Cho nên người đệ tử nói, nếu con khỉ con ngủ rồi thì sao? Ông thầy nói chéo chéo, ta với ngươi đã gặp nhau rồi.